Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Xây dựng chính quyền, chuyên mục Hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, qua phản ánh của khán giả truyền hình Lào Cai, công trình điểm sắp xếp dân cư biên giới tập trung thôn Ngám Xá, xã Nậm Trạc, huyện Bát Sát được đầu tư xây dựng từ năm 2014, đến nay đã gần 10 năm. Có những hạng mục của dự án đã phải sửa chữa đến lần thứ ba, nhưng dự án vẫn chưa được bàn giao đưa vào sử dụng. Nội dung này được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục Hộp thư truyền hình số này. Cuối chuyên mục sẽ là nội dung trả lời đơn thư khán giả xem truyền hình. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Công trình điểm sắp xếp dân cư biên giới tập trung thôn Ngám Xá, xã Nậm Trạc thuộc dự án sắp xếp dân cư từ vùng lõi vườn quốc gia Hoàng Liên được phê duyệt lần đầu tại quyết định số 3067 ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh với tổng kinh phí đầu tư hơn 76 tỷ đồng do Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư. Sau đó, dự án được điều chỉnh tại quyết định số 5281 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổng kinh phí đầu tư sau khi điều chỉnh là hơn 74 tỷ đồng. Giai đoạn 1 của dự án có thời gian thực hiện từ năm 2014 đến năm 2020, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương là 49,5 tỷ đồng và vốn sự nghiệp kinh tế là hơn 25 tỷ đồng. Công trình được phê duyệt đầu tư xây dựng để di chuyển sắp xếp 54 hộ dân thuộc vùng lõi của vườn quốc gia Hoàng Liên ở Sapa đến tái định cư tại đây. Tuy nhiên, khi hoàn thành cơ bản các hạng mục, chủ đầu tư đã mời các hộ tới tham quan khu tái định cư mới, nhưng đa số không đồng ý chuyển về. Nguyên nhân ban đầu được xác định là nơi ở mới, xét về mọi mặt không bằng nơi ở cũ, điều kiện để lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống chưa đạt yêu cầu, đặc biệt là không có nước và điện. Sau đó, chủ đầu tư là Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh đã đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bát Sát lên phương án rà soát, sắp xếp các hộ khu vực biên giới, các hộ nằm trong vùng thiên tai nguy hiểm thuộc xã Nậm Trạc và các xã khác trong huyện Bát Sát để bố trí vào điểm dân cư này. Các xã cũng đã rà soát, lập danh sách các hộ có nhu cầu thuộc diện có thể di chuyển tới điểm sắp xếp dân cư biên giới tập trung thôn Ngám Xá, nhưng đến nay công trình vẫn chưa được bàn giao và đưa vào sử dụng trước sự mong ngóng của các hộ. Trong thời gian thi công rất là lâu thì các công trình như là nhà trường, nhà văn hóa và các hạng mục mà đã hoàn thiện trước đó thì cũng đã hư hỏng rất là nhiều. Cho nên là trong thời gian vừa rồi là chủ đầu tư là phải sửa chữa lại một số hạng mục đã hư hỏng. Chính quyền địa phương thì cũng mong là sớm bàn giao đưa vào sử dụng và bàn giao cho xã quản lý để xã sẽ lập danh sách và cho các hộ lên ổn định và bảo vệ các tài sản đã thi công xong ở trên mặt bằng. Nếu mà cho tôi lên trên đấy ở chị không, tôi không bao giờ tôi đi đâu. Lý do gì? Lý do là đất là có những người đi ở trước, đất người ta quản hết rồi ạ. Đường nước không có ạ. Có mặt tại công trình điểm sắp xếp dân cư biên giới tập trung thôn Ngám Xá thời điểm này, phóng viên chuyên mục dễ dàng quan sát thấy nhiều hạng mục như đường nội bộ, rãnh thoát nước, sân điểm trường, nhà văn hóa, đường dây điện, thiết bị vệ sinh bị xuống cấp do thiên tai và thời gian dài không có người sử dụng. Tại các mặt bằng sắp xếp dân cư, cỏ lau mọc tùm. Mặt bằng dụng bậc thang cơ bản đã hoàn thiện nhưng đang được một số hộ xung quanh đó sử dụng để trồng sắn. Người dân thì kiến nghị rất nhiều, người dân muốn lên ở. Nhưng mà thiếu cái nước sinh hoạt này, thiếu mỗi cái mương làm ruộng này là nó không đủ, không có nước sinh hoạt, không có nước làm ruộng, dân bây giờ đang chần chừ chưa ai lên đấy. Chưa nghiệm thu nữa, dân qua lên nữa, nó hỏng hóc rất nhiều. Về sau sửa chữa lần thứ ba bắt đầu là tôi, nó bắt đầu gọi tôi lên trông coi đấy, là từ lúc đấy là không hỏng hóc gì hết đấy. Trước đó, xã Nậm Trạc đã lập danh sách các hộ được sắp xếp vào khu tái định cư Ngám Xá, nhưng đề xuất tới 2 lần vẫn chưa sắp xếp được chỗ ở cho hộ nào. Người dân thì liên tục phản ánh đề xuất với chính quyền địa phương, mong công trình sớm được bàn giao để có thể di chuyển đến định cư. Sốt ruột trước tình trạng một số hạng mục của khu tái định cư bị xuống cấp, hư hỏng, trong khi nhiều hộ dân cần nơi ở lại không thể bố trí. Xã Nậm Trạc rất mong công trình sớm được đưa vào sử dụng để người dân ổn định cuộc sống. Đối với các hộ dân mà được lựa chọn lên trên đây sinh sống thì từ năm 2020 chúng tôi đã lập danh sách được 39 hộ để lên mặt bằng. Tuy nhiên là sau nhiều năm không bàn giao được thì người dân người ta đã tìm vị trí làm nhà ở rồi. Hiện tại thì nếu mà bàn giao đưa vào sử dụng thì xã sẽ phải rà soát lại toàn bộ các hộ đấy, xong rồi sẽ trình cho Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt để đưa lên mặt bằng.
Cái diện tích ruộng bậc thang thì năm 2019 là đã hoàn thành rồi. Tuy nhiên là cái nguồn nước để cấp sản xuất cho cái ruộng bậc thang này ấy, là lại do Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh làm chủ đầu tư và hiện tại vẫn đang thi công chưa xong. Cho nên là phải đợi cái mương thủy lợi thi công xong thì mới có nguồn nước để phục vụ tưới tiêu cho cái ruộng ở trên mặt bằng ngắm sẵn. Theo đại diện chủ đầu tư, công trình chậm tiến độ so với dự kiến do nhiều nguyên nhân. Đến đầu năm 2021, các hạng mục cơ bản đã hoàn thành nhưng không thể bàn giao và đưa vào sử dụng. Đến nay nhiều hạng mục đã xuống cấp, chủ đầu tư và đơn vị thi công cũng đã sửa chữa nhiều lần nhưng không tránh khỏi hiện tượng hư hỏng. Đặc biệt, hạng mục nhà văn hóa và điểm trường ngắm xá hoàn thành từ năm 2017. Trao đổi với ông Chu Hoàng Huyện, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh về tình trạng dự án đã triển khai gần 10 năm nay vẫn chưa hoàn thành. Ông Huyện thông tin, sau khi hoàn thành cơ bản các hạng mục, Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh đã đề xuất bàn giao công trình cho Ủy ban Nhân dân huyện Bát Sát quản lý, nhưng do hạng mục cấp điện chưa hoàn thành nên huyện không nhận bàn giao. Cái công tác đền bù giải phóng mặt bằng thì cũng có một số cái vấn đề cần phải xử lý giải quyết do cái sự chồng chéo giữa đất cá nhân, đất tổ chức. Cái quá trình này thì cũng mất tương đối nhiều thời gian, bởi vì khi nó vướng mắc như vậy thì các cấp các ngành, đặc biệt là cấp cơ sở như xã, huyện thì phải vào cuộc rất nhiều, có những cái nội dung triển khai mất nhiều tháng, có khi cũng đến gần năm để mà thực hiện. Thế cho nên nó cũng ảnh hưởng đến tiến độ. Do cái quá trình điều chỉnh các cái định mức kinh tế thuật thì nó cũng phải mất cái thời gian để điều chỉnh cho nó phù hợp với cái điều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật mới, thế cho nên cũng lại mất thời gian để bổ sung, điều chỉnh cho nó phù hợp đối với dự án. Vừa qua, tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tổng kết quỹ phòng chống thiên tai, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các cơ quan địa phương liên quan phối hợp ra soát để sửa chữa hoàn thành các hạng mục công trình, bố trí sắp xếp dân cư về ở trong quý 2 năm 2023. Hạn cuối cho các đơn vị thực hiện là ngày 30 tháng 6 năm 2023. Hiện Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh đang ra soát để sửa chữa các hạng mục hư hỏng xuống cấp, phối hợp với các ngành đơn vị liên quan đóng điện cho công trình. Tuy nhiên, công trình có thể được bàn giao và đưa vào sử dụng hiệu quả hay không cần sự phối hợp của một số cơ quan liên quan và chính quyền địa phương. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đã có thống nhất sau khi mà Sở Giao thông Xây dựng có cái kiểm tra thì chúng tôi sẽ hoàn thành các cái nội dung theo yêu cầu kiểm tra. Để sau đó thì sẽ làm cái căn cứ ra thông báo hoàn thành và sẽ bàn giao công trình đưa vào sử dụng, thì cũng quyết tâm phấn đấu là đến hết tháng 7 năm 2023. Công trình điểm sắp xếp dân cư biên giới tập trung thôn Ngắm Xá là công trình lớn có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới. Vì vậy, các cấp các ngành, cơ quan liên quan cần quyết liệt vào cuộc, sớm bàn giao và đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở ổn định cho các hộ, tránh tình trạng để công trình tiếp tục phơi nắng, phơi mưa, gây lãng phí ngân sách nhà nước. Trong chuyên mục số này, chúng tôi nhận được một số phản ánh kiến nghị của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Các câu hỏi của người dân được các cơ quan chức năng trả lời. Người dân xã Cốc San, thành phố Lào Cai đề nghị tỉnh xem xét việc quy hoạch khu tổng hợp vui chơi, giải trí, thể thao liên quan đến nhân dân thôn Lưỡng Láo 2, xã Cốc San. Theo đó, dự án công bố quy hoạch là 36 tháng đến nay đã quá thời hạn quy định nhưng chưa được triển khai thực hiện. Đề nghị tỉnh cho nhân dân được biết dự án có tiếp tục triển khai thực hiện hay không và thời gian là bao lâu để nhân dân xây dựng nhà ở ổn định, phát triển kinh tế, đảm bảo cuộc sống. Về vấn đề này, Sở Giao thông Vận tải Xây dựng cho biết. Quy hoạch chi tiết xây dựng tổ hợp khu đô thị mới, công viên văn hóa vui chơi giải trí, thể dục thể thao thành phố Lào Cai được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 581 ngày 13 tháng 3 năm 2019. Sau khi công bố quy hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư gồm 3 dự án. Dự án 1, khu văn hóa vui chơi giải trí, thể dục thể thao thành phố Lào Cai. Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại quyết định số 3995 ngày 26 tháng 11 năm 2019. Dự án 2, khu đô thị mới Bắc Cường 1, thành phố Lào Cai. Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại quyết định số 2299 ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự án 3,
khu đô thị Bắc Cường 2, thành phố Lào Cai. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại quyết định số 2300 ngày 22 tháng 7 năm 2020. Hiện nay các dự án này đang được chủ đầu tư thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư như khảo sát, thiết kế, tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án. Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng. Dự kiến dự án được khởi công xây dựng trong năm 2023. Nhân dân xã Sảng Ma Sáo, huyện Bát Sát phản ánh, việc kéo điện lên thôn Sảng Ma Sáo, xã Sảng Ma Sáo do Sở Công Thương làm chủ đầu tư đã kéo dài hơn 2 năm. Cuối năm 2021, lãnh đạo đã hứa đẩy nhanh tiến độ thi công, đóng điện để người dân có điện dịp trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, đến nay đã qua 1 năm, đường điện thi công mới xong cột và kéo được một phần đường dây. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ để đóng điện cho người dân phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Về kiến nghị này, Sở Công Thương trả lời như sau. Thực hiện quyết định số 2173 ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Ban chỉ đạo đầu tư cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt phương án đầu tư cấp điện cho các thôn bản chưa được sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019-2020. Theo đó, Công ty Cổ phần Thủy điện Sảng Ma Sáo được giao thực hiện đầu tư công trình cấp điện thôn Sảng Ma Sáo bằng vốn của doanh nghiệp với hình thức cho tặng công trình. Hạng mục cấp điện sinh hoạt thôn Sảng Ma Sáo, xã Sảng Ma Sáo, huyện Bát Sát được Công ty Cổ phần Thủy điện Sảng Ma Sáo phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự toán tại quyết định số 394 ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sảng Ma Sáo và được khởi công trong tháng 12 năm 2020. Tại thời điểm báo cáo ngày 9 tháng 3 năm 2023, công trình đã được chủ đầu tư cố gắng triển khai xây dựng cơ bản, hoàn thành thi công lắp đặt phần đường dây trung áp, trạm biến áp, đường dây hạ áp, chưa lắp đặt công tơ điện và phụ kiện kèm theo. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi công, đúng thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, phải dừng thi công và công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến hành lang tuyến bị kéo dài, dẫn đến công trình không hoàn thành theo tiến độ được phê duyệt. Do đó, việc đấu nối không thực hiện đúng thời gian như thỏa thuận đấu nối, các yêu cầu kỹ thuật đã ký kết ngày 4 tháng 11 năm 2020, thời hạn là 12 tháng, nên chưa thực hiện nghiệm thu đóng điện đưa công trình vào sử dụng theo quy định. Để tháo gỡ vướng mắc cho công tác cấp điện sinh hoạt thôn Sảng Ma Sáo về thỏa thuận đấu nối theo thông tư số 39/2015 ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối, Sở Công Thương đã có văn bản số 349 ngày 10 tháng 3 năm 2023 với nội dung đề nghị chỉ đạo Công ty Cổ phần Thủy điện Sảng Ma Sáo là chủ đầu tư thực hiện như sau: khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thực hiện gia hạn thỏa thuận đấu nối với Công ty Điện lực Lào Cai, các giải pháp kỹ thuật, hạng mục cấp điện công trình theo thỏa thuận đấu nối, các yêu cầu kỹ thuật cơ bản giữa Công ty Điện lực Lào Cai và Công ty Cổ phần Thủy điện Sảng Ma Sáo số 01 ngày 4 tháng 11 năm 2020. Nhân dân huyện Bắc Hà phản ánh, hiện nay trên địa bàn huyện vẫn còn một số nhóm hộ chưa được sử dụng điện lưới quốc gia và một số nhóm hộ tự kéo điện không đảm bảo an toàn. Để thực hiện mục tiêu 100% người dân các thôn bản được sử dụng điện lưới quốc gia, đồng thời để người dân được sử dụng điện an toàn, đề nghị tỉnh xem xét tiếp tục đầu tư cấp điện. Về vấn đề này, Sở Công Thương cho biết. Về việc đầu tư cấp điện cho các hộ dân chưa được sử dụng điện hoặc tự kéo điện sử dụng, chưa đảm bảo chất lượng và kỹ thuật, Sở Công Thương đã phối hợp với các huyện rà soát nhu cầu đầu tư cấp điện cho 8.168 hộ dân tại 155 thôn bản trên địa bàn 62 xã. Trong đó, 4.476 hộ dân chưa được sử dụng điện, 3.692 hộ dân sử dụng điện tự kéo chất lượng chưa đảm bảo an toàn, với quy mô xây dựng mới là 220,7 km đường dây trung áp, 158 trạm biến áp tổng công suất 29.780 kV-A, 339 km đường dây hạ áp và 8.168 công tơ. Khai toán tổng mức đầu tư là 928,46 tỷ đồng và tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Công Thương tổng hợp trình Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, chương trình đầu tư công, cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, tại thời điểm Thủ tướng Chính phủ chưa phê duyệt chương trình cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo giai đoạn 2021-2025, do đó Sở Công Thương chưa có căn cứ để tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các bước tiếp theo. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.